Kết quả kiểm nghiệm ADN đã là một đòn đau đối với ông Mẫn. Dù cô nói ra với bà Hòa rằng ông không tin, nhưng giấy trắng mực đen với ba con dấu đỏ được đóng trên đó làm cho ông hầu như không nghi ngờ gì nữa. Nhưng không lâu sau, khi bình tâm lại, ông vẫn thấy chuyện này có cái gì đó sai sai. Nhưng sai sai thế nào thì ông chưa giải đáp được. Đầu tiên, ông Mẫn tìm đến trung tâm làm xét nghiệm ADN mà lần trước vợ ông đến làm. Người ta trả lời ông là kết quả lần này hầu như không sai sót. Tuy nhiên việc lấy mẫu cũng phải đảm bảo theo quy trình. Lần trước là do bà Hòa tự lấy mẫu mang đến, nên không hiểu trong quá trình đưa mẫu của bà có xảy ra sai sót gì không. Ông giám đốc trung tâm cũng đưa ra giả định, nếu người ta lấy nhầm mẫu thử thì dù kết quả là đúng như mẫu đã bị tráo đổi mất rồi, hoặc cũng có thể là người cung cấp mẫu đã tráo đổi mẫu từ trước. Ông vẫn nhớ như in điều bác sĩ Phụng nói, đặc điểm dị tật bẩm sinh ở tai giống nhau giữa ông và con cháu ông. Ông đến nhà riêng gặp để nhờ ông Phụng tư vấn. Khi biết sự việc xảy ra, ông Phụng rất lấy làm tiếc. Theo ông thì do helix cũng có thể gặp ở một trẻ mà trước đây gia đình không hề bị. Nhưng trường hợp của Gia Bảo, nếu không phải là cháu ông thật thì đúng là một sự trùng hợp ít gặp. Bác sĩ không phủ định kết quả giám định do bà Hòa đi làm, nhưng ông Phụng khuyên ông Mẫn cần đi làm giám định lại để khỏi gây sự cố đáng tiếc và ân hận về sau. Thế là ông Mẫn quyết định đề nghị hai trung tâm đến lấy mẫu và làm giám định. Trong đó trung tâm trước đây tình nguyện làm lại miễn phí nếu kết quả không giống lần trước. Vậy nhưng khi ông đặt vấn đề giám định cha con thêm lần nữa với Kiên thì Kiên lại từ chối. Trong thâm tâm, anh vẫn sợ kết quả như lần trước thì càng đau khổ ê chề hơn. Ông Mẫn phải thuyết phục mãi Kiên mới đồng ý. Để đảm bảo tính khách quan và trung thực, hai trung tâm giám định ADN này hoạt động độc lập. Trung tâm này không biết ông Mẫn đang gửi mẫu ở trung tâm kia và ngược lại. Một mẫu là móng tay của Kiên và Gia Bảo, còn mẫu kia là niêm mạc miệng của hai người, được nhân viên có chuyên môn của trung tâm đến lấy. Sau mấy ngày hồi hộp chờ đợi, dù chân vẫn còn bó bột, nhưng Kiên vẫn đi cùng đến hai trung tâm xét nghiệm. Sau giây phút căng thẳng, ông Mẫn và Kiên vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Cả hai trung tâm đều có kết quả giống nhau. Lê Gia Kiên và Lê Gia Bảo có quan hệ huyết thống cha con 99,99%. Kiên lần lượt hôn lên hai tờ giấy như hôn lên bảo bối của mình. Kiên như được sống lại, vui mừng và hạnh phúc. Sau giây phút đó là sự ân hận ngập tràn vì anh đã không vững lòng tin với vợ. Hai người vừa về tới nhà, bà Hòa đã chạy ra đón. Nhưng Kiên không nói với bà một lời nào, cũng không thèm nhìn bà một cái. Ông Mẫn dìu con trai lên phòng rồi quay xuống, nhìn bà vợ đang nghệch mặt xa. Bà Hòa hồi hộp hỏi, kết quả sao rồi ông? Ông Mẫn không trả lời. Ông chỉ quăng hai tờ phiếu kết quả lên bàn. Bà Hòa cúi xuống nhặt lên và dở ra đọc. Mặt của bà tái hẳn lại, bà lắp bắp, thế này là thế nào? Lúc này ông Mẫn mới buông một câu, còn thế nào nữa? Bà không biết chữ à? Mặt của bà Hòa méo xệch lại. Tôi... không phải tôi... Bà Hòa ngồi phịch xuống ghế. Ông Mẫn nhìn thẳng vào mặt của vợ. Là bà cháu mẫu chứ gì? Tôi đã hỏi rồi, bà lấy đâu ra nhiều sợi tóc của thằng Gia Bảo như vậy? Bà Hòa lộ rõ sợ hãi, mặt bà trắng bệch ra. Bà kêu lên, tôi không cháu mẫu, tôi không biết. Ông ơi, là tôi vô tội. Là trung tâm đó đưa kết quả, chắc là họ cháu rồi, ông phải tin tôi. Ông Mẫn lắc đầu. Bà vẫn không chịu nhận tội về mình sao? Vẫn đổ thừa cho trung tâm hay sao? Họ có lợi ích gì mà làm nên chuyện này chứ? Bà Hòa gào khóc một mực kêu oan. Không phải tôi, tôi mang đúng mẫu tóc của hai cha con nó mà. Ông Mẫn thở dài. Có thật là bà đã lấy mẫu tóc của thằng Gia Bảo không? Bà nói bà lấy khi mẹ nó đang cho con bú, mẹ nó lại không biết gì sao? Hình như bà Hòa nhớ ra điều gì đó. Bà mếu máo nói, tôi có lấy tóc của thằng nhỏ thật mà. Tôi đã cẩn thận bỏ vào tờ giấy 3 sợi tóc. Nhưng hôm sau, khi bỏ vào túi ni lông, tôi lại thấy có 5 sợi tóc. Tôi cũng hơi ngạc nhiên, tưởng mình nhớ nhầm nên cứ thế đi gửi mẫu thôi. Ông ấn quắc mắt lên. Bà đừng có mà nói dối. Bà bịa chuyện về sợ tôi truy cứu chứ gì. Hãy nói thật đi, tôi còn tha cho.
Hai sợi tóc kia là của ai? Của bà sao? Bà Hòa sợ hãi quỳ xuống, hai tay chắp lại. Tôi không biết, tôi nói thật mà, là tôi không biết. Ông Mẫn lắc đầu. Bà thật là cố chấp. Vậy thì ai bỏ hai sợi tóc vào để hại gia đình này? Bà nói đi. Bà Hòa lắp bắp. Tôi không biết, nhưng mà tôi nhận tôi sai khi đi làm xét nghiệm. Xin lỗi ông, tôi không cố ý. Ông Mẫn khinh khỉnh. Bà không phải xin lỗi tôi, hãy xin lỗi vợ chồng thằng Kiên đi. Bà cũng nên xin lỗi thằng cháu đích tôn của tôi nữa. Và bà cũng chẳng có thành tâm chút nào. Bà không cố ý nghĩa là bà vô tình á, hay là có ai xúi giục bà? Bà Hòa lắc đầu nguẩy nguẩy. Tôi nói thật đấy, tôi chỉ muốn xem ra bảo có phải là con của Kiên không thôi mà. Bà chỉ muốn thế thôi. Thế mà thằng Kiên bị gãy chân đấy. Vợ chồng con cái nói suýt tan đàn xẻ nghé. Tôi không nhận ra bà nữa. Ngày xưa bà nhân hậu biết bao nhiêu, vậy mà bây giờ bà chuẩn bị bà ly hôn đi. Bà Hòa khóc sống lên. Không, tôi không ly hôn. Có chết cũng không ly hôn đâu. Đúng lúc đó Mỹ Linh chạy từ trên tầng 2 xuống. Cô ôm chầm lấy mẹ kêu lên. Là lỗi của con. Con không phải lỗi của mẹ đâu ạ. Ông Mẫn và bà Hòa cùng hỏi. Con nói như vậy là sao? Bà Hòa cảm động vì nghĩ là con gái đã chịu tội thay cho mình. Nhưng Mỹ Linh lại nói. Hôm đó con thấy mẹ có vẻ lén lút đi vào phòng của anh. Con theo dõi mẹ, thấy mẹ cầm cái gì đó xuống phòng. Khi đó tự dưng có tiếng chuông cửa. Mẹ để vội cầm vào hộc bàn. Thì ra là chị Phương Anh tới chơi. Bà Hòa bắt đầu sốt ruột. Bà ngồi lên ghế hỏi con gái. Rồi sao nữa? Mỹ Linh cúi gằm mặt xuống. Con tò mò kéo hộc bàn ra. Con thấy trong đó chỉ có một cái khăn tay gói cái gì đó và một mảnh giấy cuộn tròn. Con tò mò cầm chiếc khăn lên, mở ra xem thì thấy có mấy sợi tóc. Nhưng rồi con vô tình làm nó bay xuống sàn nhà. Con định lượm lên thì đúng lúc đó con nghe thấy chị Phương Anh muốn vào phòng mẹ. Con chưa tìm thấy mấy sợi tóc ở dưới sàn, nên con lấy đại mấy sợi tóc ở chiếc lược trên bàn bỏ vào khăn gói lại, rồi đi ra ngoài. Còn gói giấy con chưa kịp mở ra xem, không biết có gì trong đó. Sau đó con vội ra phòng khách. Ở đó mẹ và chị Phương Anh đang nói chuyện. Con cũng đến bên rồi quên mất là chuyện mấy sợi tóc. Bà Hòa kêu lên. Ôi trời ơi, con giết mẹ rồi Mỹ Linh. Mỹ Linh sợ sệt cúi đầu. Cho tới buổi tối hôm đó, mẹ công bố kết quả ADN. Con mới biết mục đích của mẹ khi giữ mấy sợi tóc đó là gì. Con ân hận lắm. Bà Hòa thở dài. Thế sao khi đó con không nói ra? Mỹ Linh xoắn hai tay vào nhau. Con xin lỗi. Con chỉ định đùa một hôm rồi sẽ nói ra. Ai dè tối hôm đó anh Kiên bị tai nạn, con sợ bị ba mẹ mắng nên đã không dám nói ra. Ông Mẫn chăm chú nhìn con gái. Thế sao bây giờ con lại nói ra chứ? Mỹ Linh thút thít khóc. Tại vì con sợ ba bắt mẹ đi tù. Con sợ ba ly dị mẹ. Ông Mẫn nghiêm khắc nhìn con. Thế nên con đã nhận tội thay mẹ con chứ gì? Mỹ Linh lắc đầu. Không ạ, là lỗi của con. Cũng là do mẹ âm thầm làm một mình. Mẹ không chịu nói cho con biết. Con không biết mẹ định thử ADN. Ông Mẫn tức giận quát. Con đúng là cái đứa không ra gì. Bà không có đứa con như con. Nếu bà không đi xét nghiệm lại thì sao con bị oan, mà gia bảo cũng bị nghi ngờ cả đời. Mỹ Linh quỳ xuống ôm chân ông Mẫn. Con xin lỗi, con biết lỗi rồi ạ. Bà tha thứ cho con lần này. Ông Mẫn kéo tay con gái. Nói gì với ba nữa? Mỹ Linh bật khóc to. Bà tha cho con đi ba. Con chót dại. Lần sau con không dám làm nữa đâu. Con hối hận lắm bà. Bà Hòa cũng khóc theo con. Tôi xin ông. Nó không biết mà ông nên không có tội. Ông tha cho con đi. Ông Mẫn quay mặt đi. Mỹ Linh ôm mặt khóc nức nở, làm cho ông không đành lòng. Mỹ Linh từ nhỏ vốn được cả nhà cưng chiều nên mới trở nên như vậy. Ông Mẫn nghĩ cũng có trách nhiệm ở trong việc hình thành nhân cách của con. Ông Mẫn không ngăn được tiếng thở dài. Thôi được rồi, bà biết rồi. Con lên phòng đi. Bà sẽ suy nghĩ về tội của con. Không phải là con tội nhỏ đâu đấy nhé. Mỹ Linh mừng rỡ. Vâng. Ông Mẫn nói thêm. Trước khi đóng cửa sám hối tội lỗi của mình thì phải ghé qua xin lỗi anh Kiên. Nó mà không tha thứ thì tụi con còn nặng thêm đấy. Mỹ Linh đứng lên. Vâng, thưa bà. Mỹ Linh rón rén đi về phía cầu thang lên phòng. Cô gõ cửa phòng anh trai, nhưng Kiên không mở. Cô đành về phòng, lo lắng không biết thời gian tới đây gia đình cô còn nhiều xáo trộn nữa hay không.
Mỹ Linh đi rồi, ông Mẫn quay sang nhìn vợ. Tại sao bà làm một việc quan trọng như vậy mà không nói qua với tôi một tiếng? Bà quá lộng quyền rồi. Bà dạy con gái giỏi lắm. Tôi không nói với bà nữa. Viết là ly hôn đi, tôi ký cho. Hãy để tôi viết. Bà Hỏa lại quỳ xuống khóc lóc van xin. Tôi van ông, tôi lạy ông, tôi biết lỗi của tôi rồi. Ông hãy tha cho tôi. Có phải tôi cố ý làm ra chuyện này đâu. Tôi thề với ông, tôi không hề muốn đổ tội oan cho con sâu. Tôi chỉ muốn biết sự thật. Tôi chỉ muốn chắc chắn ra bà có phải là cháu nội của tôi không thôi. Tôi hấp tấp, tôi vội vàng. Tôi biết là tôi sai rồi ông. Ông Mẫn nhìn vợ. Sao bà có thể một cách lén lút như vậy chứ? Sao bà không nhờ người có chuyên môn thực hiện cho? Bà Hòa cúi gầm mặt. Tôi sợ ba con ông. Bênh nó mà làm sai lệch kết quả. Ông Mẫn hử một tiếng. Bụng dạ mình xấu quá đấy, nên ai cũng nghĩ là xấu như mình thôi. Bà Hòa im lặng không nói gì. Ông Mẫn đành bảo. Thôi bà đứng lên đi. Bà Hòa ngước mặt lên vẻ van xin. Ông đã tha lỗi cho tôi mới đứng lên. Ông Mẫn quay ngoắt người. Bà muốn sao thì làm như vậy, đứng lên đi. Từ hôm đó, bà Hòa ngủ ở phòng ngủ của hai vợ chồng. Ông Mẫn thì ngủ ở trong phòng khách. Thế là mọi chuyện được làm sáng tỏ. Sao bảo đúng là con trai của Kiên và Thanh Tuyền. Thanh Tuyền không làm gì có lỗi với chồng. Kiên vừa mừng vừa hối hận. Có lẽ Thanh Tuyền hận anh lắm. Cô bằng lòng làm vợ anh cũng là bị ép. Vậy mà trong những ngày tháng sống trong gia đình chồng, cô toàn tâm toàn ý với mọi người. Cô nhận được gì ngoài sự vô tâm và nghi ngờ của chồng? Kiên thở dài. Trước đó anh từng tỏ ra nghi ngờ và tuyệt vọng với vợ. Kiên phải nhờ em gái gọi điện báo cho Thanh Tuyền biết chuyện. Ông đã làm lại kết quả ADN và kết quả chính xác của lần này. Bị linh nhân đó cũng không quên kể lại chuyện vì sao lần trước kết quả lại trái khoái vậy. Và hết lời xin lỗi chị sâu. Lần đầu tiên Mỹ Linh có thái độ thành khẩn, làm Tuyền cũng cảm thấy mềm lòng, không muốn so đo với em chồng nữa. Hôm sau, ông vẫn lái xe chở Kiên đến nhà bà Loan để xin lỗi về những hiểu lầm trong vụ việc thời gian vừa qua. Hôm đó, ông Hiếu cũng đang có mặt ở nhà bà Loan. Hôm làm đầy tháng gia bảo, chỉ có mình ông Mẫn đến tham dự. Ông Hiếu đã giận lắm rồi. Sau khi biết chuyện bên nhà kia nghi ngờ cháu mình, ông Hiếu ngày càng giận hơn. Vừa thấy hai ba con của Kiên bước vào, ông Hữu lên tiếng ngay. Cha ơi, hôm nay sống đến nhà tôm thế này. Tôi nhớ hình như hai người không còn mối quan hệ với nhà này. Đến đây làm gì chứ? Kiên cúi đầu chỉ biết nói. Cháu xin lỗi. Ông Hữu bĩu môi. Cậu có lỗi gì mà xin lỗi? Ông Mẫn mỉm cười nhìn ông Hữu. Xem chú kìa, nặng lời với nhau thế. Con là dâu tôi, cháu tôi ở đây. Tôi sao có thể không đến đây chứ? Mặt ông Hữu đỏ bừng. Anh có con dâu sao? Có cháu ở đây kìa. Ông Mẫn thở dài. Tôi xin lỗi anh, xin lỗi cả nhà anh. Bởi vì có chút hiểu lầm nên... Ông Hữu ngắt lời. Hiểu lầm á? Anh nói một câu nghe gì nó nhẹ hều à? Lúc đó bà Loan ở nhà sau mới bước lên. Bà Loan can ông Hữu. Thôi chú à, chuyện gì bỏ qua được thì cứ bỏ qua đi. Hạnh phúc của bọn trẻ. Ông Hữu trợn mắt. Là vì chị hiền quá đấy, người ta mới ăn hiếp chị. Thử vào tay tôi xem. Bà Loan cười cười. Tôi biết rồi, tôi cảm ơn chú. Rồi quay sang ông Mẫn và Kiên vẫn còn đứng. Bà Loan đon đả. Mời anh ngồi, uống nước đã rồi nói chuyện sau. Kiên ngồi bộ phản đi con. Sau khi trả nước, ông Mẫn và Kiên cùng lên tiếng xin lỗi bà Loan và ông Hữu. Thái độ chân thành của hai ba con Kiên làm ông Hữu nguôi giận dần. Dù sao cũng không làm quá được. Rồi Thanh Tuyền sẽ khó sống khi lại về làm sâu. Thanh Tuyền hãy còn giận Kiên, nhưng vì sự có mặt của ba chồng, cô không thể không bế con lên nhà trên. Hơn nữa trước đó bà Loan đã hết lời khuyên nhủ con gái để Thanh Tuyền tha thứ cho Kiên. Bà Loan biết Kiên vẫn còn yêu con bà lắm. Bà không muốn con gái bị mang tiếng bị chồng bỏ khi tuổi còn trẻ. Hơn nữa cháu ngoại bà cũng phải sống trong gia đình đủ ba mẹ. Bà đã trải qua những tháng năm quá bùa đầy đau khổ. Bà sợ con gái cũng chịu cảnh như vậy. Mắt của ông Mẫn sáng lên khi nhìn thấy Thanh Tuyền bế Gia Bảo lên nhà trên. Ông Mẫn vội đứng dậy, đến gần con sâu rồi bế cháu nội. Thằng bé thấy lạ cứ ưỡn mình rồi hòa khóc. Ông Mẫn phải trả lại cháu cho mẹ nó. Thanh Tuyền vừa bế, Gia Bảo đã nín khóc. Ông Mẫn buồn buồn. Do mình không gần gũi cháu nên nó không chịu cho mình bế đấy mà. Bà Loan an ủi. Sau đó anh bế con vài lần là cháu quen ngay mà.
Ông Mẫn khẽ gật nhẹ đầu nhìn ra bảo chăm chăm. Một lát sau, ông Mẫn nhìn bà Loan ngập ngừng nói: "Xin phép chị xui, 3 ngày sau cho tôi đến đưa mẹ con cháu nó về nhà. Chị cũng bận rộn buôn bán và còn phải chăm sóc cho mẹ con chúng nó, trong khi trách nhiệm là của chúng tôi." Bà Loan mỉm cười: "Không sao đâu anh ạ. Cháu đây tôi rất vui. Bây giờ Gia Bảo vẫn chưa đầy 3 tháng nên là ở nhà ngoại anh ạ." Ông Mẫn chưa kịp trả lời, ông Hiếu đã lên tiếng: "Cháu người ta xin về chăm sóc, chị rút lại làm cái gì? Nhà người ta có điều kiện tốt mà, chị cứ bằng lòng đi." Giờ ông Hiếu quay sang ông Mẫn: "Nhưng còn vợ anh thì sao? Có muốn đón mẹ con cái Thanh Tuyền về đó không?" Ông Mẫn gật đầu: "Bà ấy muốn chưa ạ?" Ông Hiếu lắc đầu: "Tôi không thấy có thành ý." Ông Mẫn tròn mắt: "Ý chú là sao?" Ông Hiếu cười khẩy: "Tôi đề nghị chị Hoa phải đến xin lỗi chị Loan và cháu Thanh Tuyền, rồi đưa mẹ con Thanh Tuyền về nhà anh." Ông Mẫn mỉm cười: "Tôi sẽ làm theo ý của chú, hy vọng có vợ con bên cạnh, Kiên sẽ nhanh chóng đi lại được." Mấy ngày sau đúng hẹn, ông Mẫn tự lái xe đến đón con dâu và cháu nội về nhà. Bà Hòa cũng đi theo. Khi tới nhà của bà Loan, bà Hòa làm ra vẻ ân hận thật sự. Trước mặt chồng, bà Hòa ra vẻ nhún nhường nhận lỗi với bà Loan. Rồi bà cũng quay sang định xin lỗi con dâu, nhưng Thanh Tuyền lắc đầu: "Mày đừng làm như vậy, con dù gì cũng là con dâu, như vậy không phải đâu ạ." Bà Hòa cười cười: "Thế mẹ cảm ơn con nhé." Trong lòng bà đang rất tức tối, nhưng bà không dám trái lời chồng, sợ ấy lại đòi ly dị. Chẳng phải là bà quá yêu thương ông, nhưng bà không muốn mang tiếng bị chồng bỏ. Thêm nữa Mỹ Linh lại chưa có chồng, bà sợ chuyện ly hôn của bà sẽ ảnh hưởng đến con gái. Hơn nữa gia sản của ông Mẫn đa phần có trước khi hai người kết hôn. Bà Hòa sợ sau khi ra tòa, bà sẽ chẳng được chia chác nhiều. Vì vậy bà chỉ muốn bám vào ông Mẫn không rời. Ngay từ hôm đó, mẹ con Thanh Tuyền về, ông Mẫn cho họp gia đình ngay tại bàn ăn. Khi mọi người tới đầy đủ, ông Mẫn lên tiếng: "Hôm nay bà có chuyện muốn nói với cả nhà. Gần đây cả nhà mình đã để xảy ra những chuyện không vui. Bà không ngờ những chuyện ấy lại xuất phát từ mẹ các con." Bà Hòa ngước mắt nhìn chồng: "Tôi xin lỗi cũng tại tôi không làm cẩn thận." "Tôi nói rồi, bà không cần phải xin lỗi. Người bà cần xin lỗi là con trai và con dâu bà ấy." Kiên gạt đi: "Thôi bà ơi, dì không phải là xin lỗi bọn con. Biết là dì hứa sau này đừng làm tình làm tội chúng con là được. Cả nhà vẫn được ngồi chung như vậy là tốt rồi." Ông Mẫn lắc đầu: "Bà thật là không chịu nổi cái tính khí gần đây của mẹ mấy đứa. Cái gì cũng tự động làm, không hỏi ý kiến của ai. Bà làm vậy chẳng ra cái gì." Ông Mẫn nhìn từng người rồi tuyên bố: "Bà không muốn tiếp tục chung sống với bà ấy, bà muốn ly thân." Nếu là trước đây, có lẽ bà Hòa đã nhảy lên mà phản đối, nhưng lần này bà chỉ im lặng cúi đầu. Kiên giảng hòa: "Thôi ba, dì biết lỗi rồi mà. Già rồi bác còn đòi ly thân ấy, làm sao mà làm gương cho con cái." Thanh Tuyền cũng nói vào: "Anh Kiên nói đúng đấy ba, cũng vì chúng con không tốt thì mẹ phải lo nghĩ, nếu không thì cũng không xảy ra chuyện." Mỹ Linh ôm cổ: "Ba, lỗi là của con, ba đừng trừng phạt mẹ, có quá đáng không ba?" Thâm tâm của ông Mẫn cũng không muốn ly thân ly dị gì, ông chỉ là muốn dọa bà Hòa thôi. Nghe các con nói như vậy, ông Mẫn giả vờ suy nghĩ một lát rồi mới quay sang nói với vợ: "Cả nhà đều xin lỗi cho bà rồi đấy, nhưng lần này tôi bỏ qua. Bà cũng như mọi người trong nhà nhớ rõ này, lần sau mà để chuyện xảy ra như vậy nữa thì tôi sẽ không để yên đâu." "Vâng, cảm ơn ông. Thôi cả nhà ăn cơm đi." Bà Hòa ngoài mặt tỏ ra áy náy với chồng. Những ngày Thanh Tuyền mới về, lúc nào bà cũng đưa ra bộ mặt buồn bã vì biết lỗi, nhưng trong lòng của bà vẫn đang chứa đầy sự căm thù với đôi con dâu. Bà luôn cho rằng từ ngày Kiên yêu rồi cưới Thanh Tuyền, nhà bà xảy ra xào xáo. Càng nghĩ, bà càng cảm thấy tức. Bà cứ nhìn thấy Thanh Tuyền như cái gai trước mắt cần phải nhổ. Bà chỉ muốn có cơ hội để phục thù cô thôi. Thế là khúc mắc giữa hai vợ chồng Kiên cơ bản đã được gỡ bỏ. Mặc dù Thanh Tuyền vẫn còn giận, chưa muốn tha thứ cho chồng, nhưng nhìn anh ra vẻ đau đớn khi vận động, lại nhìn sang Gia Bảo nằm gọn trong tay chồng, Thanh Tuyền lại không thể làm mặt giận được nữa. Lúc này, ông Quân chỉ còn đến tập luyện cho Kiên 2 giờ mỗi ngày. Sự có mặt của vợ con làm cho Kiên sớm hồi phục hơn. Anh được tháo bột và đi lại, không phải chống nạng nữa. Anh đã bế được Gia Bảo trên tay,
Thằng bé cũng luôn quyến luyến bên anh. Thanh Tuyền tưởng như hạnh phúc đã mỉm cười với cô, cứ ngỡ là mình đang nằm mơ. Sao Bảo càng lớn càng sống Kiên như đúc. Ông Mẫn và Kiên rất thích thú. Ông Mẫn muốn thuê thêm một bảo mẫu và chăm sóc Gia Bảo cho Thanh Tuyền sảnh sang làm việc. Nhưng bà Hòa can ngăn ngay: cháu nó còn bé lại còn sinh thiếu tháng, để cho mẹ nó chăm sóc là tốt nhất. Ông thuê người ngoài làm gì? Nhà mình có phải là thiếu tiền đâu mà để phụ nữ phải bon chen bên ngoài. Ông Mẫn gật gù: bà nói cũng có lý đấy, nhưng sau này Gia Bảo mà cho đi nhà trẻ được thì cũng phải để cho mẹ nó đi làm. Bà Hòa hứ một tiếng nhỏ, nhưng rồi bà dịu giọng: nhưng con sâu mình thì làm gì, nó có chuyên môn gì đâu, hết lớp 10 đã nghỉ học rồi. Ông Mẫn thở ra: bà nhắc tôi mới nhớ, để rồi tôi xin việc cho con dâu đi học ở trung tâm giáo dục thường xuyên của thành phố cho có cái bằng tốt nghiệp rồi tính sau. Bà Hòa nói với giọng khen tị: chao ơi, hiếm có người ba chồng được như ông lắm. Ông Mẫn nhíu mày: mình thương con thì phải lo cho con dâu chứ, với lại sau này vợ chồng thằng Kiên cũng kế thừa gia nghiệp nhà mình, vợ nó phải giúp sức cho chồng chứ. Bà Hòa bĩu môi: vợ nó thì giúp được cái gì nào. Ông Mẫn cười cười: sẽ lại không giúp được gì. Thanh Tuyền có bằng phổ thông rồi, tôi cho nó học kế toán, chỉ cần học kế toán trung cấp, cao đẳng gì đó là được. Thế là xong, chồng giám đốc, vợ kế toán, thế vậy có được không? Bà Hòa chép miệng: con bé cà ve thế mà số sướng. Ông Mẫn quay sang nhìn vợ: cái bà này, không nhắc đến thân phận của nó nữa, quên cái từ cà ve đi, biết chưa? Bà Hòa nguyết chồng một cái: thì tôi lỡ miệng, mong cũng thấy cà ve là xấu rồi chứ gì. Ông Mẫn trợn mắt: phải cho người ta cơ hội sống chứ, quá khứ của con dâu mà bà cứ muốn nhắc đến là sao? Muốn cho con trai của mình mất sĩ diện đấy à? Ngày đó bà cũng đồng ý với tôi mới cho chúng nó cưới, khi đó sao bà tốt thế? Bà Hòa thở dài: là vì thằng Kiên cứ đòi sống đòi chết cưới bằng được con bé đó, mà tôi cũng quá vội vàng, sao hối hận không kịp. Ông Mẫn cười khẩy: nên bà già bệnh không sao bên nhà gái chứ gì. Bà Hòa gật đầu: đúng rồi, tôi cũng chẳng muốn che giấu ông làm cái gì. Thế bây giờ bà hối tiếc rồi sao? Tôi kệ chúng nó, hối tiếc làm cái gì chứ. À mà tôi hối tiếc là từ khi có dâu, ông không còn đối với tôi như trước. Ông Mẫn lắc đầu: tôi vẫn vậy thôi, tại bà thay đổi đấy chứ, đã lên chức ông trước bà rồi thì bà liệu liệu cho bọn trẻ chúng nó tôn trọng. Bà Hòa dãy nảy: tôi mới có 46 tuổi thôi, không phải già như ông đâu nhé. Ông Mẫn cười cười: thì bà trẻ như là bà rồi đấy. Bà Hòa lào bảo: cũng tại cái thằng Kiên ấy, chưa gì mà đã lấy vợ. Ông Mẫn trêu: thế người ta chẳng khen bà trẻ vậy đã có cháu nội rồi đấy à? Ừ nhỉ. Ông Mẫn quay sang ôm vai của vợ, nhưng bà Hòa vội tránh ra ngay. Bà tuôn ra một tràng: ban ngày ban mặt đấy, ông làm cái gì thế? Lỡ bọn trẻ thấy được thì sao? Chẳng phải ông mới bảo tôi phải để cho bọn trẻ con nó tôn trọng đấy à? Ông Mẫn bẽn lẽn: tôi có làm gì đâu mà bà ghê thế. Bà Hòa bĩu môi: tôi mà không nhắc ông làm gì được rồi đấy. Nói xong bà ngúng nguẩy bước vào trong nhà. Ông Mẫn nhìn theo vợ khẽ mỉm cười. Hôm nay đến ngày giỗ của ba Thanh Tuyền. Ngay từ sáng sớm, Thanh Tuyền và Gia Bảo đã được Kiên trở về nhà ngoại để phụ mẹ nấu cỗ. Bà Loan cũng nghỉ bán một ngày. Bà đang lo lắng vì tình hình dịch bệnh Covid đang tràn lan, làm việc buôn bán của bà không được thuận lợi. Tháng trước thằng Hùng đã hứa sẽ dẫn bạn gái về giới thiệu. Nghe nói con bé tên là Thu Hương, tính tình vui vẻ, đang học ở trường kinh tế tài chính. Hùng bây giờ vừa đi học lại vừa đi làm. Đã học năm cuối mà công ty Cotecon đã cho người vào ngay trường để tuyển dụng. Bà Loan đã vui như mở cờ trong bụng. Nhưng xem ra tình hình này, Hùng và bạn gái không ra được rồi. Mọi năm mỗi khi giỗ chồng, bà Loan thường làm 4 đến 5 mâm cỗ mời bà con lối xóm. Nhưng năm nay dịch bệnh, chính quyền đã thông báo tụ tập dưới 20 người, bà không dám làm trái. Bà thắp hương cho chồng, nước mắt rưng rưng: cảm ơn đã phù hộ cho con Tuyền gương vỡ lại lành, giúp thằng Hùng học tập thuận lợi, lại có bạn gái nữa. Xin ông cho mẹ con tôi bình an, vượt qua dịch bệnh, chân cứng đá mềm, ông nhé. Bà còn đứng bên bàn thờ hồi lâu, nhớ tới những gì ông đã làm cho bà và các con trước đây. Cũng lạ, sau khi ông mất rồi, bà lại khỏe ra, ít đau ốm vặt như trước. Ông Hữu dẫn đầu mấy người bà con hàng xóm lần lượt đến thắp hương trên bàn thờ đặt giữa nhà. Ông Hữu nhìn quanh, Kiên vẫn chưa đến.
Ông quay sang hỏi Thanh Tuyền. Cô biết Kiên vừa nhắn tin đến, bà đang có việc đột xuất cần phải giải quyết. Bà Loan có đến mời gia đình ông thông gia, nhưng Mẫn thì bận công vụ. Bà Hòa thì ngại đi đến chỗ đông người mùa Covid nên đã từ chối từ trước. Bây giờ Kiên lại chưa đến. Ông Hữu cười nhạt. Hình như ông không tin những gì đứa cháu gái vừa nói, nghĩ là cô đang bao che cho chồng. Từ cái chuyện xét nghiệm ADN hôm trước, ông đã tức sẵn ở trong lòng. Bây giờ mà có cớ, ông sẵn sàng bung ra ngay. Những người bà con hàng xóm thân cận đều đã có mặt. Họ đang chào hỏi và nói chuyện bên nhau. Trên bàn thờ hương đã tàn. Ông Hữu cũng đã đốt áo và giấy tiền cho người đã khuất. Bà Loan đợi thêm mấy phút nữa vẫn chưa thấy con rể đến. Bà đành mời mọi người vào dùng cỗ. Khi mọi người chuẩn bị cầm đũa thì có một thanh niên đứng lấp ló ở cửa. Ông Hữu đi ra và kêu lên: "Kìa Dũng, vào nhà đi cháu." Có vẻ Dũng không được tự nhiên lắm. Anh ta đưa hộp bánh cho ông Hữu. "Cháu nhớ hôm nay là giỗ của ba Thanh Tuyền, cháu muốn gửi để thắp hương cho bác ấy." Ông Hữu mỉm cười: "Cháu vào nhà đi. Thế cháu được về từ bao giờ?" Dũng nói nhỏ: "Cháu vừa xong thời gian cách ly 20 ngày trước. Các bộ y tế phường đã xét nghiệm rồi, âm tính cả chú ạ." À? Ông Hữu gật đầu: "Thế à, chú đến từ hôm qua mà không thấy cháu." Rồi ông cầm tay của Dũng: "Vào đây cháu." Dũng lắc đầu: "Cháu ngại quá chú. Mình ở trong nhà chưa yên tâm, chứ đi lung tung nhỡ có gì thì không tránh tiếng. Cháu cũng định đến đưa gói bánh thắp hương cho bác trai rồi về thôi ạ." Ông Hữu niềm nở: "Cháu cứ vào đây, âm tính rồi thì còn ngại gì. Cháu nhớ đến ngày mất của anh chú cảm ơn lắm. Ở đây cũng chỉ có mấy người, có vượt quy định gì đâu mà cháu ngại." Dũng đành phải đi vào. Lúc đó Thanh Tuyền cũng đang bế con đi ra. Hai mắt chạm nhau, rồi mỗi người nhìn sang một hướng khác. Đúng lúc Dũng đang quỳ lạy trước bàn thờ thì Kiên cũng vừa đến. Kiên không mang theo gì, đưa tiền cho vợ sắm sửa từ trước. Ông Hữu nhìn cháu rể với vẻ thiếu thiện cảm: "Bây giờ cũng mới tới sao?" Kiên giải thích: "Cửa hàng có chút sự cố nên bây giờ cháu mới đến được. Cháu xin lỗi ạ." Ông Hữu hứ một tiếng. Thấy Kiên đến, bà Loan vui vẻ bước đến, mỉm cười. Kiên mỉm cười: "Chào mẹ, con xin lỗi vì đã đến hơi trễ." Bà Loan chưa kịp trả lời thì chú Hữu lại bảo: "Chị sang mở tiếp các bàn đi, ở đây có tôi rồi." Bà Loan gật đầu mỉm cười với Kiên. Dũng làm lễ xong đã đứng lên. Ông Hữu bảo Kiên: "Có thắp hương cho ba vợ đi." Rồi quay sang Dũng, ông mỉm cười: "Cháu sang kia ngồi với chú." Rồi hai người tiến đến phía bàn dành cho đàn ông. Dũng quay nhìn Kiên với ánh mắt thách đố, có ngầm chút mỉa mai. Kiên nhìn lướt qua Dũng, không quan tâm lắm. Kiên cứ tưởng đó là anh em họ gì của vợ. Kiên đang thắp hương lên bàn thờ thì Thanh Tuyền đã đến bên cạnh từ bao giờ. Hai vợ chồng cùng vái lại trước bàn thờ ba Thanh Tuyền. Trên di ảnh, ông nhìn xuống hai người với ánh mắt bao dung và nụ cười trìu mến. Kiên đỡ vợ dậy, anh bảo: "Anh xin lỗi." Nhưng Thanh Tuyền mỉm cười: "Không sao, anh tới là được rồi." Ông Hữu lại đến bên bàn thờ từ bao giờ. Ông có vẻ không bằng lòng: "Sao cháu lại nói chồng như vậy? Chồng của cháu là người trong nhà, phải góp công lo việc, chứ sao lại đến là được rồi." "Kệ chú." Nhưng Kiên đã nháy mắt ra hiệu cho vợ, rồi nói với ông Hữu: "Cháu xin lỗi ạ, sau cửa hàng có chút việc nên phải giải quyết." Ông Hữu bĩu môi: "Bữa nay dịch bệnh, họ hàng đều ế ẩm. Thế mà cho cậu cũng có việc để giải quyết hay sao?" Kiên vẫn nhẹ nhàng: "Vâng ạ, tại vì ế ẩm quá nên cháu không thể bỏ qua một đơn hàng quan trọng." Ông Hữu không nói lại được nữa, đành nói với Kiên: "Cậu lại bàn ngồi đi, người ta đang chờ cậu đấy." Thanh Tuyển nói khẽ: "Sao mà chú phân biệt đối xử thế? Chú gọi chồng cháu là cậu nghe xa lạ quá đấy. Chú đừng gọi như vậy nữa, cháu buồn." Ông Hữu nhìn cô cháu gái thở ra: "Được rồi." Rồi ông mỉm cười, cùng Kiên vào bàn. Kiên chào mọi người. Một người đàn ông khen: "Con rể của bà Loan đây à? Đẹp trai mà lại lễ phép nữa." "Vâng." Một người khác nói: "Một cậu là rể thật, một cậu là rể hụt. Cậu nào cũng phong độ, giỏi giang. Chị Đoàn đúng là có phước đấy." Kiên nhìn Dũng, thì ra là cậu ta. Hèn chi cậu ta mới nhìn Kiên như vậy. Bà Loan mỉm cười: "Chú lại cứ đùa, rể cũng chỉ có một thôi, làm gì mà rể hụt. Có phước hay không thì cũng nhờ rể nhà mình." "Chị nói chí lý, có phước thì gặp dâu hiền rể thảo, vô phước thì gặp dâu báo rể thù.
Xem tướng cậu Kiên đây là chị biết chị có rể hiền rồi. Vâng. Hai tai của Dũng tự dưng đỏ dần lên. Thật tình mà nói, đến giờ Dũng vẫn còn yêu Thanh Tuyền. Anh đã nghe mẹ dạy tất cả về cô. Anh vừa mới hết hạn làm việc bên Nhật, anh về nước và được đưa đến cách ly tại trường quân sự tỉnh. Bây giờ quay lại, anh nuôi ý định trở lại với cô. Có đứa bé thì để bà ngoại nuôi. Nhưng đã ảo tưởng, nhìn cảnh hai vợ chồng Kiên tình tứ bên nhau, anh biết chuyện anh với Thanh Tuyền là không thể nữa. Dũng nhìn sang Kiên, phát hiện Kiên đang quan sát mình. Dũng cố ý chọc tức Kiên. Tôi phải lãnh giáo xem anh có bí quyết gì mà được làm rể nhà dì Loan đây. Kiên cười cười. Tôi chẳng có bí quyết gì cả, chỉ có sự chân thành là được. Sự chân thành? Đúng rồi, anh không thấy như vậy sao? Dũng nổi lợn giận. Anh đừng có nói láo. Kìa anh sao vậy? Tôi biết tổng cái lý do vì sao Tuyền phải lấy anh làm chồng. Kiên cũng ôn tồn. Tôi cũng biết lý do vì sao cô ấy chia tay anh. Nhưng anh Dũng này, mọi người đây đều là bậc cha chú, đàn anh của chúng ta. Anh không nên nói tranh luận chuyện riêng ở đây. Nếu một ngày đẹp trời nào đó anh muốn nói gì, tôi có thể hẹn gặp tôi cơ mà. Sự bình tĩnh của Kiên làm Dũng cảm thấy mình đã thất bại. Mấy người xung quanh tìm cách làm dịu không khí căng thẳng bằng những câu chuyện không đầu không cuối. Ông Hữu nghe cháu rể nói chuyện như vậy thì cũng cảm thấy yên lòng hơn. Ông tự rót hai ly bia rồi đứng lên nói. Xin phép toàn bàn, cho phép chú cháu tôi cùng riêng với nhau một ly nhé. Ông Hữu đẩy sang trước mặt Kiên một ly bia, rồi ông nâng ly lên đưa về phía Kiên. Kiên cũng đứng lên, nâng ly bằng hai tay tỏ vẻ tôn trọng. Khi chạm ly, Kiên đặt ly mình thấp hơn ly ông Hữu. Ông Hữu hài lòng lắm. Thằng cháu rể xem ra cũng biết chuyện, không ngông nghênh như đám con nhà giàu mà chú biết. Dũng nhìn thấy ông Hữu thay đổi thái độ như vậy, đôi mắt hàn học nhìn về phía Kiên. Kiên biết điều đó nhưng anh không chỉ cười không nói gì. Dũng bực bội bỏ đũa, xin phép về nhà trước. Trên đường trở về nhà, Kiên không nói gì. Thanh Tuyền vừa lấy khăn lau nước dãi trên miệng con đang ngủ say, vừa hỏi chồng. Anh làm sao vậy? Kiên trả lời nhát gừng. Không làm sao hết. Thanh Tuyền vẫn kiên nhẫn. Bộ anh giận ai à? Hay là anh giận em? Kiên dỗi. Mắc mớ gì giận? Vậy sao anh cứ im lặng thế? Bây giờ không phải đang nói đây sao? Thanh Tuyền lắc đầu. Hôm nay anh làm sao ấy? Kiên gắt. Đã bảo là không làm sao rồi mà, hỏi gì lắm thế? Kiên dừng xe trước cổng rồi quay sang bảo vợ. Em bế con vào đi, anh phải quay về cửa hàng đây. Thanh không vào nhà sao? Không, việc đã bận lút cả đầu đây. Thế không phải là cửa hàng đang rảnh à? Ai bảo với em thế? Thanh Tuyền vừa bế con xuống thì Kiên đã quay đầu xe đi luôn. Thằng bé vẫn còn ngủ trên tay của cô. Cổng thì khóa bên ngoài. Cô giật mình nhớ ra chìa khóa cô quên ở trên xe của Kiên. Cô tần ngần một lúc, định lấy điện thoại gọi cho Kiên thì nghe có tiếng động cơ xe máy dừng lại. Cô quay ra nhìn thấy bà Hòa ngồi sau xe, cô một tay ga đang bước xuống. Lái xe là một người đàn ông đeo cặp kính đen to che hết một phần khuôn mặt, cái khẩu trang che phần còn lại. Giọng bà Hòa nhỏ nhẹ. Về nhá. Người đàn ông gật đầu không nói gì mà quay xe đi thẳng luôn. Đằng trước không biết ông ta là ai, nhưng khi ông quay lưng lại thì Thanh Tuyền thấy rất quen. Hình như là ông Quân. Đúng rồi, khi mà Kiên còn đang bó bột, ông Quân vẫn thường xuyên đến tập luyện cho Kiên. Thanh Tuyền chào bà Hòa. Mẹ mới về à? Ừ. Mà sao con đứng ở ngoài này? Con quên chìa khóa trên xe của anh Kiên. Bà Hòa mắng. Hậu độ thế là cùng. Bà Hòa mở giỏ sách, lấy chìa khóa ra mở cửa. Bà đang cắm thìa vào ổ khóa thì Thanh Tuyền hỏi. Anh yêu chú Quân chở mẹ về phải không mẹ? Mặt của bà Hòa đỏ ửng. Chú Quân đâu mà chú Quân. Xe mẹ hư, mẹ gọi ông xe ôm ở dọc đường ấy mà. Thanh Tuyền vẫn thắc mắc. Nhưng mà sao chú ấy lại trùm khăn, trùm mặt kín mít thế mẹ? Bà Hòa bực mình. Rõ là nhiều chuyện, không biết bây giờ người ta đang 5K đấy à? Thanh Tuyền bật cười. Tuân thủ là tốt. À mà xe mẹ bị làm sao ạ? Con sẽ nhờ anh Kiên mang đi sửa. Làm sao là làm sao? À chỉ bị thủng lốp thôi. Mà sao con cứ hỏi mẹ nhiều thế? Rồi bà dặn. Không được bép xép với ai đâu nhá, người ta lại hiểu lầm đấy. Thanh Tuyền nhìn mẹ chồng. Vâng, nhưng hiểu lầm gì ạ? Gia Bảo trên tay của Thanh Tuyền đã ngủ dậy. Nó đưa cái tay bé bé xinh xinh sờ lên má của mẹ. Cô nựng con. Cục cưng của mẹ dậy rồi đấy à? Bà Hòa đã mở cửa. Thanh Tuyền bế con vào trước.
Bà Hòa sau đó chốt cổng lại. Nhìn thấy trước sân có mấy chiếc lá khô rơi, bà cằn nhằn: không ai quét dọn nhà cửa gì trơn á. Thanh Tuyền ngoái lại: tí nữa con sẽ quét. Bà Hòa kéo dài cái giọng ra: thôi để mẹ làm, con làm thì mẹ phải giữ cháu chắc. Không ạ, con sẽ để nó chơi ở trong củi gỗ. Bà Hòa chề môi: cô... à, con lại định để ông Mẫn về thấy được lại mắng mẹ hay sao? Thôi lo cho cháu đích tôn công tử của ông ấy đi, mẹ không dám. Mẹ ơi, mẹ đừng nói như vậy, thằng bé cũng chơi ngoan mà, mẹ cứ nghỉ ngơi đi ạ. Đây là con nói đi nhá. Thôi được rồi, mẹ đi nghỉ đây, mẹ chết đi được. Thanh Tuyền bế con lên phòng, đặt con ngồi vào trong củi gỗ. Con trai của mẹ ngoan nhá. Nhưng Gia Bảo không chịu ngồi yên, nó trườn đến bên mẹ, bỗng nhiên nó khóc ré lên. Thanh Tuyền đành bế con: sao vậy con, nó đói rồi à? Gia Bảo rúc vào ngực của mẹ, tìm bầu vú rồi bú ngon lành. Thanh Tuyền vừa cho con bú, lại vừa suy nghĩ vẩn vơ về thái độ của mẹ chồng lúc chiều. Rõ ràng người đàn ông chở mẹ chồng cô trên xe máy là ông Quân, sao bà lại bảo là không phải, lại còn không cho cô kể với ai? Mà cũng lạ, sao phải đeo kính đen bịt kín mặt như vậy? Rõ ràng là không muốn cho người ta nhìn thấy mình mà. Gia Bảo day day cắn vào vú của mẹ. Thanh Tuyền nhăn mặt mắng yêu: xem hư chưa kìa thằng chó con của mẹ. Hai mẹ con đang đùa nhau thì cánh cửa phòng chợt mở ra. Thanh Tuyền luống cuống kéo áo che bầu vú, nhưng người vào là Kiên. Kiên cười: tôi ai có thể vào đây chứ. Thanh Tuyền không trả lời mà hỏi chồng câu khác: sao anh về sớm thế? Kiên thở ra: và cố ý để quên chìa khóa để gọi chồng về chứ gì. Đâu có, sao anh không gọi cho em xem em có vào nhà được không? Kiên bĩu môi: gọi điện á, em đã gọi mấy mà có ai bắt máy đâu. Thanh Tuyền cười: thật à, em xin lỗi nhé, điện thoại của em hết pin, Thanh có đi lại không? Kiên lắc đầu: thôi buổi chiều nay sẽ nghỉ một bữa. Thanh Tuyền chu môi: nghe ai nói có việc ngập đầu ngập cổ cơ mà. Kiên kêu lên: thì thế, làm việc quan mạng biết chưa? Biết rồi. Anh trông con giùm em tí nhá, em có chút việc. Việc gì? Em quét sân tí thôi. Ừ. Ra tới cửa rồi, Thanh Tuyền lại quay lại nháy mắt hỏi: sao từ lúc từ nhà mẹ về anh khó chịu thế? Lập tức Kiên thay đổi thái độ, anh bảo vợ: vào bế con đi, người ta còn làm việc. Thanh Tuyền tròn mắt: ủa, sao anh kỳ vậy? Mới đồng ý tức là thay đổi nhanh thế. Mặt Kiên lầm lì, anh bỏ Gia Bảo vào trong củi gỗ. Bú no rồi, thằng bé cũng chịu ngồi chơi yên một mình với mấy món đồ chơi có sẵn. Kiên nói dấm rằng: thế đấy, chịu được thì chịu, không thì theo người ta đi. Cô đã biết lý do vì sao Kiên giận, cô bật cười: anh ghen à? Kiên lờ bầu: em cũng biết thế sao? Thanh Tuyền không cười nữa: em người ta chia tay từ trước khi em đến với anh, em làm gì mà anh phải ghen? Thái độ của hắn ta cứ như là muốn hơn thua với anh ấy. Kệ anh ta đi, anh quan tâm làm gì? Anh thấy hắn vẫn còn yêu em. Anh kỳ ghê, anh ta yêu em chứ em có yêu anh ta đâu. Hơn nữa em có chồng rồi, ai dại khờ yêu em để được ăn nắm đấm của anh chứ. Rồi cô đến ôm vai chồng, từ đầu đến đầu của chồng: chúng mình khó khăn lắm mới đến được với nhau, anh phải vượt qua rào cản của gia đình, của xã hội để lấy một ca ve như em làm vợ. Em biết ơn anh nhiều lắm đấy. Kiên kéo Thanh Tuyền về phía trước, nhìn vào mắt của cô: anh không cần em biết ơn, anh chỉ cần em yêu anh, có biết không? Thanh Tuyền hôn lên môi của chồng: thì em đang yêu anh đấy. Đột nhiên cô chạy vụt sang ngoài, má ửng hồng. Đến ngoài cửa cô quay lại nói vọng vào: anh nhớ trông Gia Bảo giúp em đấy. Kiên nhìn theo vợ, tay sờ lên môi rồi mỉm cười. Có một mùi hương vẫn còn phảng phất đâu đây, làm Kiên cảm thấy ngất ngây. Tình hình dịch Covid bắt đầu có những chuyển biến xấu, đã bắt đầu lan sang thành phố Thanh Tuyền đang sống. Dù số người mắc còn thấp, nhưng để đảm bảo cho biện pháp phòng dịch hiệu quả, một số hoạt động vui chơi giải trí và kinh doanh không được phép hoạt động. Mà nếu được hoạt động nữa thì cũng phải tuân thủ theo những quy định nghiêm ngặt. Cửa hàng mỹ nghệ của nhà Kiên cũng không ngoại lệ. Bây giờ khách nước ngoài không được phép vào du lịch, khách trong nước cũng phải làm tờ khai y tế, nên người ta hạn chế đi. Doanh thu của cửa hàng giảm thấp, Kiên phải cho một nửa nhân viên nghỉ việc mà vẫn không đủ tiền trả lương cho những người còn lại. Còn một số vốn dự phòng mang ra dùng, nhưng nếu tình hình còn kéo dài, có lẽ cửa hàng sẽ phải đóng cửa. Thời kỳ vàng son do công việc mang lại sau khi cưới đã lùi vào dĩ vãng.
buồn chán bởi vì không kiếm ra tiền. Kiên sinh tật uống bia. Đang trong thời kỳ dịch bệnh, mọi người đang chống dịch, Kiên cũng giữ ý. Lúc đầu Kiên chỉ uống ở nhà một vài chai, rồi dần dà uống mãi cũng quen. Mà uống một mình không vui, có khi lại buồn thêm. Kiên rủ thêm mấy người bạn là Sơn, Bảo, Tú tới nhà nhậu. Ông Mẫn biết được, cấm Kiên không được đàn đúm bạn bè ở nhà. Thế là bọn Kiên chuyển ra ngoài, lúc thì nhậu ở quán, lúc thì ở nhà một người trong nhóm. Từ nghiện rượu bia, Kiên đã bắt đầu thay đổi. Kiên trở nên cộc cằn, có việc gì không vừa ý, anh lại gắt cả lên. Kể cả Gia Bảo cũng thỉnh thoảng bị ăn mắng. Hạnh phúc của Thanh Tuyền bắt đầu bị đe dọa. Một hôm, trong lúc chén chú chén anh, khi đã ngà ngà, Bảo nói: "Bây giờ có quán karaoke nào mở mà đi hát với mấy em thì vui biết mấy nhỉ?" Tú gục gặc: "Còn lâu mới được mở lại nhá, các quán bây giờ ế cả ra rồi." Tự dưng Sơn quể to: "Này, thằng Kiên có vợ là ca ve này, hay mình đến nhà nó để vợ nó phục vụ đi." Kiên nóng mặt: "Nói như vậy là sao?" Sơn cười khẩy: "Thì vợ mày trước đây chẳng phải là hot girl của quán karaoke Mỹ Lệ à? Tao cũng từng có vào đó, từng được vợ mày phục vụ mấy lần đấy. Vợ mày đã qua tay biết bao nhiêu thằng đàn ông, quý giá gì đâu mà mày lên mặt thế. Hôm kia tao thấy con vợ mày đi với thằng bồ cũ nữa kìa." Kiên nổi giận đùng đùng, dùng chai bia đang uống đập vào đầu Sơn, khiến Sơn gục xuống bàn, máu trên đầu chảy ra. Kiên còn chưa hả giận, tiếp tục bồi thêm mấy cú đá vào người của Sơn. Hai người còn lại phải vào ôm Kiên kéo ra ngoài, nhưng Kiên vẫn hăng máu xông vào. Tú tức giận giáng mấy cú đấm vào mặt của Kiên, Kiên mới dừng lại. Vừa lúc đó hai anh công an cũng đến, do chủ quán đã gọi từ lúc mới xảy ra xô xát. Bốn người bị bắt lên đồn công an, nhưng do ai nấy đều bị thương trong tình trạng say rượu nên họ đều được cho vào điều trị tại bệnh xá công an. Sơn bị đánh chảy máu nhiều, có vết rách nham nhở dài cả chục cm, cần phải khâu lại để cầm máu. Mặt Kiên có những vết bầm tím trên mặt, máu trong khóe miệng chảy ra. Hai người còn lại không có thương tích, nhưng chỉ có Bảo không tham gia vào việc đánh nhau nên được cho về trước. Mọi chuyện nhanh chóng đến tai ông Mẫn, nhưng ông lấy làm xấu hổ về hành động của con trai, nhất định không chịu bảo lãnh, để Kiên và hai người kia tiếp tục bị tạm giam. Ba người là bạn bè của nhau, do rượu vào lời ra, không kiềm chế mà trở mặt với nhau như vậy. Khi tỉnh rượu, họ lại xin lỗi nhau, lại bàn bạc để bãi nại cho nhau. Kiên tình nguyện trả tiền thuốc cho Sơn, nhưng Sơn khăng khăng không nhận. Sơn cũng bị Tú đánh cho bầm dập. Sau 3 ngày tạm giam, ba người được thả sau khi nộp tiền bởi vì vi phạm quy định về trật tự công cộng. Vì họ vi phạm trong tình hình dịch bệnh nên mức phạt là tối đa trong khung. Kiên ra khỏi nơi tạm giam, bực tức vì không có ai tới đón, trong khi hai người kia thì vợ con súng xít bên cạnh. Anh gọi một chiếc taxi. Anh tài xế đang đeo khẩu trang, thò đầu ra ngoài cửa kính, đưa cho anh một chiếc khẩu trang rồi bảo: "Anh mang vào rồi lên xe nhé." Kiên gắt: "Tôi có bị Covid đâu mà phải đeo khẩu trang." Người tài xế vẫn nhã nhặn: "Là quy định của thành phố, đề nghị anh tuân theo. Thế nếu tôi không đeo thì sao?" Cánh cửa kính của chiếc xe đóng lại, anh tài xế không trả lời, cho xe chạy thẳng, mặc cho Kiên gọi từ phía sau. Kiên chửi thề một tiếng: "Xui gì đâu." Nhưng 10 phút sau, Kiên cũng bắt được một chiếc taxi khác. Lần này anh thực hiện răm rắp những điều mà ông tài xế luống tuổi yêu cầu, không tranh cãi gì hết. Taxi dừng lại trước cổng nhà. Kiên xuống xe, rút ví ra trả tiền. Nhưng người tài xế lại hỏi: "Cậu là gì của ông Mẫn vậy?" Kiên hơi ngạc nhiên: "Ông biết ba tôi à?" "Đúng rồi, tôi không lấy tiền của cậu. Cho tôi gửi lời thăm ba cậu. Tôi là Bùi Việt." Người tài xế đóng kín cửa rồi quay xe, mặc cho Kiên ngạc nhiên đứng nhìn theo. Kiên bấm chuông cổng. Mấy phút sau, Mỹ Linh mới ra mở cửa. Cô mừng rỡ reo lên: "Anh Kiên về rồi chị Tuyền ơi, mẹ ơi." Kiên đi vào trong, Thanh Tuyền cũng đang dẫn Gia Bảo ra đón anh. "Anh được người ta về rồi à?" Mặt Kiên cau có: "Tôi có tội gì mà không cho về chứ? Bộ cô muốn tôi ở luôn trong đó sao?" "Sao lại nói như vậy? Anh ra được em mừng lắm." "Có thật không? Sao tôi không tin được vậy?" Thanh Tuyền im lặng đến chịu. Kiên lại mắng: "Sao mấy ngày tôi bị tù không thấy mặt mũi của cô đâu hết."
Thanh Tuyền chớp chớp mắt. Mấy ngày nay người em không được khỏe. Cô làm cái gì mà không được khỏe? Cô định nhờ mẹ tôi, mẹ cô thay cô đấy à? Thế tôi tù tội nên muốn quay đi chứ gì. Mỹ Linh nhìn anh trai. Xanh lại mắng chị dâu. Chị dâu đang mang thai đấy. Mang thai? Vâng, hôm anh đánh nhau là chị dâu mệt rồi đi khám, phát hiện ra có thai 6 tuần. Mọi người không cho chị đi thăm anh. Đàn bà mang thai người ta kia không cho vào chỗ lao tù. Xem không nói trước thì bây giờ em đang nói đây. Đúng lúc bà Hòa từ trong nhà đi ra, bà Hòa cầm sẵn một miếng đậu hũ trên tay. Hôm nay bà Hòa chỉ có 2 tiết dạy cuối buổi chiều, buổi sáng bà được nghỉ. Tuy nhiên bà cũng trang điểm kỹ lưỡng. Bà mỉm cười với Kiên. Con về rồi đấy à? Kiên gật đầu vẻ mặt lạnh lùng. Bà Hòa không để ý đến điều đấy, bà đưa cho Kiên miếng đậu hũ rồi ân cần bảo. Con ăn đi, ở tù ra là phải để xả xui rồi mới vào nhà nhé. Hình như Kiên có một chút cảm động. Anh nói lấy miếng đậu hũ trên tay của bà Hòa. Cảm ơn mẹ. Kiên đưa đậu hũ lên miệng, cắn từng miếng nhỏ. Chờ cho Kiên ăn xong, mọi người mới vào trong nhà. Gia Bảo ôm lấy chân của Kiên. Kiên cúi xuống bế thằng bé lên. Gia Bảo sờ vào mặt của Kiên rồi kêu lên. Mẹ ơi, dâu. Bà Hòa ngồi xuống chiếc ghế salon trong phòng khách. Bà bắt đầu lên tiếng ca cẩm. Chào ơi, từ khi con xảy ra chuyện, chẳng qua lên tiếng hỏi thăm. Con Tuyền thì cứ đi ra đi vào rối cả mắt. Còn ba con gần đây thay đổi làm sao ấy. Về hưu thì về hưu chứ có gì đâu mà không vui. Con thì bẻ nhốt, mà mẹ nói gì, năn nỉ cái gì, ông cũng không chịu cho con, bảo lãnh cho con. Một hai cứ bảo để vậy cho lần sau con chừa đi, không dám đánh nhau nữa. Mà có phải là việc khó khăn gì với ông đâu. Thiệt là. Kiên ngắt lời bà Hòa. Thôi dì ơi, dì đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa. Con hiểu dì quá mà. Bà Hòa lập tức nổi giận. Rồi, mới gọi mẹ đấy, đã đổi sang dì rồi. Mẹ có biết tao dị ứng với tiếng dì mà. Có tốt với mày như tao không? Cả mẹ mày cũng vậy. Làm sao mà tốt bằng tao? Tao nói mày không nghe thì thôi. Sao bảo tao đổi dầu vào lửa? Mày được là lửa thì cũng đã tốt lắm rồi. Rồi bà chút giận lên Thanh Tuyền. Còn con vợ mày nữa, mày cũng phải coi lại nhé. Đàn bà gì mà không biết làm gì để kiếm tiền, chỉ biết đẻ với đẻ thôi. Mà nên làm cái trang thờ, đặt nó lên đó mà ngồi đi. Kiên cười nhạt. Đàn bà là phải biết đẻ rồi. Thế không lẽ là đàn ông đẻ hay sao? Mày cứ chải treo với tao như vậy, sau này mày sẽ... Bà Hòa đang nói tới đó thì có tiếng chuông điện thoại reo lên trong túi áo. Bà loay hoay cầm điện thoại ra nhìn vào màn hình. Mặt bà bỗng dưng tê hẳn lên. Kiên hỏi, ai gọi cho dì mà dì vui vẻ quá vậy? Kệ tao, không thèm nói chuyện với mày. Vừa trả lời, bà Hòa vừa đứng dậy đi nhanh vào phòng rồi đóng cửa lại. Kiên bĩu môi, làm gì mà bí mật quá vậy, nhân tình chắc. Nói xong Kiên bật cười, 47 tuổi như bà Hòa thì làm gì mà còn có nhân tình nhân ngãi. Ông vẫn còn sờ sờ ra đó, bà Hòa chắc chắn không ăn vụng. Mà nếu có thì làm sao mà qua mắt ông được. Kiên đi lên cầu thang, thấy Thanh Tuyền lẽo đẽo đi theo. Kiên chừng mắt rồi nghĩ sao, anh đi chậm lại, nhường cho cô đi trước. Khi vào phòng rồi, anh đóng cửa lại và hỏi cô, cô có biết vì sao tôi bị bắt tạm giam không? Thanh Tuyền lắc đầu, em chỉ nghe anh nói anh đánh nhau với bạn. Nhưng lý do vì sao mà tôi đánh nhau chắc cô không biết chứ. Thanh Tuyền ngơ ngác nhìn chồng. Kiên gằn từng tiếng, vì cô đó, vì con ca ve mà tôi cưới về làm vợ đây này. Cô làm tôi nhục nhã không biết bao nhiêu lần, chả biết cất mặt vào đâu, cái đồ ca ve. Câu nói của Kiên làm Thanh Tuyền lảo đảo phải vịn vào thành ghế. Cô sững sờ nhìn anh, không nhận ra người đàn ông trước mặt mình là người mà cô đã từng yêu tha thiết. Cô sống chết cũng phải cưới cho bằng được. Sao Kiên chỉ nói toàn những lời trách mắng nặng nề, chứ cô chính là nguyên nhân gây ra bất hạnh mà anh phải gánh chịu. Cái quá khứ mà cô chỉ muốn chôn vùi, anh lại nhắc tới hai từ ca ve. Cô lắp bắp, anh... Kiên giết qua kẽ rằng, trước khi làm vợ của tôi, cô đã phục vụ bao nhiêu thằng đàn ông rồi, cô nói đi. Nước mắt chợt trực trào ra hai khóe mi. Kiên bực tức, cô đừng có mang nước mắt ra mà dọa tôi. Thanh Tuyền lấy tay gạt nước mắt, giọng giáo hoành, anh ân hận rồi phải không?
Kiên nhìn vợ rồi buông một câu: "Ừ đấy, Tuân hận lắm rồi. Mà này, tôi hỏi cô nhé, hôm trước cô đi đâu với thằng Dũng?" "Anh nói gì? Tôi chỉ là tình cờ gặp Dũng ở nhà mẹ thôi mà." "Tình cờ hay là hẹn hò? Cô nói đi." "Anh tin cũng được mà không tin cũng chẳng sao." Giọng Kiên cay độc. "Hay đứa con này là con của thằng Dũng? Tôi không muốn nói với anh nữa." Thanh Tuyền cảm thấy ngạt thở. Cô mở cửa phòng bước ra ngoài, từ từ đi xuống cầu thang. Kiên nằm vật ra giường, có chút ân hận về những điều mình đã nói. Gia Bảo đang chơi gần đó, chạy theo cô. Hai mẹ con ra vườn, ngồi vào chiếc xích đu đặt ở giữa gốc ổi. Gia Bảo nằm hẳn lên ghế xích đu, gối đầu lên đùi của mẹ. Không khí trong vườn làm Thanh Tuyền cảm thấy dễ chịu hơn. Ngồi một lát thấy bắt đầu mỏi chân, cô bế Gia Bảo đứng dậy, định đi vào trong nhà. Thấy bà Hòa đi ra, bà ăn mặc rất lạ, không giống như ngày thường. Mắt bà lấm lét nhìn quanh như sợ ai đó bắt gặp. Cô định nép mình sau cây ổi, nhưng Gia Bảo đã kêu lên: "Bà nội!" Bà Hòa nghe tiếng gọi, đưa mắt nhìn hai mẹ con Thanh Tuyền. Cô dẫn con đi về phía mẹ chồng, mỉm cười bối rối như bị bắt quả tang. "Phải đi đâu đấy ạ?" Bà Hòa trợn mắt. "Tôi phải báo cáo với cô hay sao? Tôi là mẹ chồng cô hay là mẹ cô là mẹ chồng tôi đấy?" "Con chờ để con còn biết để mà nấu cơm thôi ạ." Bà Hòa có vẻ bực mình. Bà nhìn ra cổng, Thanh Tuyền cũng nhìn theo. Có đàn ông bịt mặt, đeo kính đen chờ sẵn ở bên ngoài. Bà Hòa quay lại nhìn con dâu: "Tôi đi có chút việc nhé, không ăn cơm. Chiều tôi ghé trường dạy luôn." "Vâng." "Ở nhà cấm bếp xếp những chuyện không đâu đấy nhé." "Vâng ạ." Người đàn ông bên ngoài nhổm lên nhổn xuống trên yên xe, có vẻ sốt ruột. Bà Hòa đi nhanh ra mở cổng, vừa đi vừa bảo: "Ra mà đóng cửa lại kìa." "Vâng." Bà Hòa lên xe, người đàn ông rổ máy chạy nhanh. Thanh Tuyền ra khép cổng thì đã không thấy. Dù lần này không trông thấy bóng lưng của người đàn ông, nhưng số xe cô đã nhớ. Có lẽ người đàn ông đó đã gọi điện hẹn bà Hòa ra ngoài. Ông vẫn đã về hưu 2 tuần. Ông bắt đầu làm quen với cảnh nhàn nhã khi ở nhà, khi mở tuổi 55. Thật lòng ông cũng muốn công tác thêm vài năm, nhưng có quyết định ông đành phải chấp nhận thôi. Thằng Gia Bảo cứ quấn lấy ông mãi, không cần đòi mẹ nữa. Kể cả khi đi ngủ, thằng bé cũng vào phòng đòi ngủ với ông. Chiều nay cũng vậy, ông vẫn đang làm vườn, Gia Bảo lại chạy ra theo ông. Thằng bé nghịch đất một lát thấy chán, đu lên người ông nội đòi bế. Thế là ông bỏ dở công việc bế cháu vào trong nhà. Bà bạn đi làm về thấy vậy thì bà Hòa tỏ vẻ không hài lòng. Thanh Tuyền đang chuẩn bị bữa cơm chiều, bà Hòa gọi lên mắng luôn: "Cô không trông con đi, cứ để thằng bé nó bám lấy ông nội thế. Ở nhà cô chỉ có mỗi cái việc đó mà làm cũng không xong sao? Đàn bà gì mà lạ vậy?" "Vâng ạ, con xin lỗi." "Tôi nói rồi đấy, không thấy ông ấy dễ dãi mà cứ giao khoán thằng bé. Ông ấy già rồi. Có chuyện ngày nữa, đến giờ đi ngủ cô phải mang con lên phòng, bỏ mặc cho ông ấy là sao?" "Vâng ạ, con sẽ chú ý đến." Nhưng Mẫn thì lại bảo: "Cứ để cháu chơi với ông, ông thích như vậy mà." Ông vẫy tay, lập tức thằng bé chạy đến xà vào lòng của ông. Bà Hòa liếc xéo chồng rồi lảo bảo: "Quý báu quá." Ông Mẫn quay lại hỏi: "Bà nói cái gì vậy?" Bà Hòa lắc đầu: "Con nói gì đâu." Có tiếng chuông điện thoại trong túi sách của bà Hòa vang lên, nhưng bà Hòa không lấy điện thoại ra. Ông Mẫn hỏi: "Ai gọi thế? Sao bà không nghe?" Bà thở hắt ra: "Có lẽ là ai gọi lầm thôi, chứ giờ này ai mà gọi tôi." "Thì cứ nghe đi, lỡ người ta cần gì đó thì sao?" Điện thoại đã tắt, bà Hòa vào phòng thay quần áo thì điện thoại lại reo lên. Ông Mẫn kéo cái túi sách của vợ, định cầm điện thoại ra. Bà Hòa ở trong phòng, mở cửa chạy ra giật lại cái túi sách. Giọng bà hoảng hốt: "Ông làm cái gì vậy?" Ông Mẫn ngạc nhiên: "Hôm nay bà làm sao thế?" "Thật đồ nát thành tính đấy à? Tôi chỉ định xem ai mà cứ gọi điện như vậy thôi." Bà Hòa không nói gì, cầm túi sách vào trong phòng, cầm điện thoại ra xem. Là một số lạ. Bỏ điện thoại xuống giường, nó lại reo. Bà cầm lên đưa lên tai, nó bằng giọng bực bội: "Alo, ai mà cứ gọi mãi thế?" Bà định cắt máy nhưng có một giọng nam ấm áp gấp gáp: "Khoan đã, bác có phải là mẹ của Mỹ Linh không ạ?" "Phải, tôi là mẹ của Mỹ Linh đây, có chuyện gì vậy?" Giọng nói đầu dây bên kia lo lắng: "Vâng, đầu giờ chiều nay Mỹ Linh vẫn bình thường,
Nhưng cách đây khoảng 1 giờ, tự nhiên cô ấy ôm bụng đau quằn quại rồi ngất luôn. Chúng cháu đã đưa Mỹ Linh đến bệnh viện, bác sĩ khám cho cô ấy nhập viện rồi ạ. Bà Hỏa cuống quýt. Nằm ở bệnh viện nào đấy, khoa nào vậy cậu? Ông Mẫn nghe bà nói to cũng mở cửa bước vào. Đầu dây đằng kia giọng nói có vẻ ngập ngừng. Cô đang ở khoa sản bệnh viện quốc tế. Bà Hòa kinh ngạc. Khoa sản sao? Sao nằm ở khoa sản chứ? Bác sĩ bảo cô ấy có thai ngoài tử cung, phải phẫu thuật gấp. Bà đến nhanh lên, không có người nhà sẽ không mổ đâu. Mặt của bà Hòa tái xám một cách khó coi. Bà đánh rơi cái điện thoại xuống đất. Điện thoại rơi thành 2 mảnh. Bà không buồn cúi nhặt lên. Bà không dùng loa ngoài nên ông Mẫn không rõ đầu đuôi câu chuyện. Nhưng cứ nhìn vẻ mặt thất thần của vợ, ông Mẫn biết có điều nghiêm trọng đang xảy ra. Ông hỏi vợ, có chuyện gì vậy bà? Ai nằm viện ở khoa sản? Bà vẫn lặng thinh, không nói gì. Ông Mẫn lại hỏi, có chuyện gì bà cứ nói ra đi. Bỗng nhiên bà òa khóc. Con Linh đang nằm ở bệnh viện, phải đi ngay bây giờ. Ông đưa tôi đến bệnh viện đa khoa quốc tế. Ừ, để tôi rửa tay đã. Bà Hòa thúc giục. Thôi gấp lắm rồi, đừng rửa tay nữa. Thì không phải mặc cái bộ quần áo cho đàng hoàng gì chứ. Bà cũng vậy, ăn mặc gì kỳ thế. Thay bộ đồ tây cho lịch sự đi. Tôi thay đây. Vợ chồng ông Mẫn lên đến khoa sản. Cậu bạn của Mỹ Linh đã dẫn vào trong phòng hành chính rồi bảo, hai bác ký nhanh lên ạ, để bác sĩ còn kịp mổ cho Linh. Không kịp nghe giải thích, cũng chưa biết tình hình bệnh tật của con, ông Mẫn ký vội vào tờ giấy cam đoan của người nhà. Cậu tự nhiên lập tức đưa cho trưởng phòng phẫu thuật. Mỹ Linh đã được chuẩn bị từ trước. Ba cô ký giấy xong, lập tức cô được lệnh đưa vào phòng phẫu thuật. Thời gian không tính bằng giờ bằng phút, mà bằng sự chờ đợi của tất cả những người ngoài phòng mổ. Khi cánh cửa được mở ra, mọi người đều đứng dậy, nhìn chân chối vào hai bác sĩ phẫu thuật. Một trong hai người nói, gia đình yên tâm nhé, ca mổ thành công, nhưng cô ấy vẫn còn phải theo dõi trong phòng hậu phẫu. Người nhà vẫn phải đợi, chưa được vào thăm đâu. Cảm ơn bác sĩ. Hai bác sĩ vừa đi khỏi, cậu thanh niên bạn Mỹ Linh cũng chào mọi người. Cháu chào cả nhà, cháu phải về nhà thôi ạ. Mẹ cháu đã điện hỏi mấy lần rồi. Kiên hỏi, em là bạn trai của Mỹ Linh sao? Cậu ta lắc đầu. Không ạ, em chỉ là bạn cùng lớp thôi. Cảm ơn em nhé. Không sao, là việc phải làm thôi anh. Có hai bạn nữ cùng đi với em, nhưng đã về từ trước. Thôi em đi nhé. Ừ. Đến bây giờ cả nhà mới nhớ ra là chưa hỏi về tình hình bệnh tật của Mỹ Linh. Mọi người cùng đến trước phòng phẫu hậu phẫu, nhưng cửa đóng, người không phận sự được vào. Ông Mẫn bảo bà Hòa và Kiên ở lại, còn ông thì tự mình đến phòng hành chính lúc nãy, hy vọng sẽ gặp được bác sĩ Lâm, là người đã khám cho Mỹ Linh. Nhưng thấy bác sĩ, hộ sinh, anh ấy đều bận rộn, nên ông Mẫn cũng không dám hỏi gì. Ông Mẫn gọi điện bảo Kiên về nhà, vì chỉ có Tuyền và Bảo ở nhà. Nhưng Kiên chưa muốn về, anh muốn chờ ông Mẫn trở lại để biết vì sao Linh phải mổ cấp cứu như vậy. Mãi gần 12 giờ không thấy có bệnh nhân, ông Mẫn bảo dặn và hỏi xem tình hình con gái thế nào. Bác sĩ Lâm ái ngại, cháu Mỹ Linh có thai tuần thứ 8, như là thai ngoài tử cung. Cháu được mang đến trong tình trạng gần hư sốc, chảy máu ồ ạt, nên chúng tôi phải mổ cấp cứu. Mà phải mổ hở chứ không thể mổ nội soi, vì vậy sau này sẽ để lại sẹo đấy. Ông Mẫn nghe hai tai của mình ù đặc. Ông Lâm nói tiếp, sau này khả năng mang thai của cháu rất thấp, hoặc nếu có thai thì cũng sẽ bị thai ngoài tử cung tiếp. Nếu may mắn có thai, cô ấy cần được theo dõi chặt chẽ ngay từ đầu. Vâng, ông về nghỉ đi, chứ ông mệt mỏi lắm. Có lẽ ngày mai nếu tình hình ổn định, ông sẽ được vào thăm cháu. Cảm ơn bác sĩ. Ông Mẫn thẫn thờ bước ra ngoài. Lúc ở nhà ông có nghe loáng thoáng là khoa sản, nhưng lúc đó ông không hề nghĩ đến bệnh con gái ông liên quan đến thai sản. Thì ông Mẫn trở lại, Kiên hỏi, em Mỹ Linh bị gì vậy ba? Em bị u sơ hay u nang gì à? Ông Mẫn lắc đầu không trả lời mà nói, con đi về nhà đi, có lẽ Tuyền đang đợi đấy. Có gì mai về nhà bà sẽ nói. Kiên ngận ra vẻ nghiêm trọng của sự việc, anh gật đầu. Vậy con về đây. Ừ, tôi với vợ con vào nhé, nó cũng là đứa đáng thương. Kiên quay lại nhìn ba rồi khẽ gật đầu. Bà Hòa bước đến bên ông Mẫn, ông bảo, hay bà cứ về với thằng Kiên đi, tôi lại đây cũng được, bà lại cũng không làm gì được. Bà Hòa lắc đầu buồn bã, tôi về càng lo lắng hơn, tôi lại với ông. Thôi, tùy bà.
Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.